Hello, xin chào anh chị đến với trại hiếu cá cảnh. Thì clip này em cập nhật cá bên em luôn. Với một em có về một lô cá là Jumbo với HB Retro nữa anh chị. Thì anh chị biết là nếu mà em nuôi trại thì thực sự là nếu mà em nuôi thì tầm là khoảng cá nuôi là khoảng chục dòng đổ lại thôi. Còn một số dòng khác là bắt buộc là mình phải lấy từ cái trại khác về anh chị. Đó, chứ không phải là mình nuôi nhưng mà đó mình chỉ nuôi những chuyên một số dòng thôi, còn một số khác bắt buộc mình phải lấy. Đó, nhưng mà cho anh chị xem nha. Nhưng mà lấy thì mình có nguồn gốc rõ ràng đàng hoàng, không có gì hết nha anh chị. Đó, cập nhật cho anh chị một số dòng mới như là Jumbo, HB Retro thì mới lấy về chạy khác về, sai bự lắm anh chị. Đó, anh chị xem nha. Đây là cái khu bơi của em, bên kia là khu sơi. Thì đây là full wide nè anh chị. Full wide này thì em lấy ở cái này là nhập bên nước ngoài về nha anh chị. Đó là một ông anh là ông lấy bên nước ngoài về xong là ông nuôi ra để F1. Thì em lấy cái đời F1 đó, đến tận bây giờ em nuôi ra em thấy ok anh chị, quá trời luôn nè. Cái này là em chưa có lên đâu, một thời gian nữa em mới lên. Xíu nữa em quay mấy con full wide mà khi nó lớn lên nó đẹp đến cỡ nào cho anh chị xem. Full wide là nó khác full latium nha, là nó trắng bóc luôn anh chị, rất là đã luôn. Đây xíu nữa em quay cho anh chị. Còn bên đây là Codex E. Rồi Codex E cho anh chị coi nè. Nếu mà anh chị lấy này em bán những con như thế này đây, 120.000 một cặp nha. À, anh chị không cảm là Codex E lên rồi nhưng mà cái chất lượng của nó là không có giảm nha anh chị. Codex E là lúc trước em bán 100, hôm nay là lên 120, tại vì Codex E bây giờ giá nó đang lên anh chị. Đó, nhưng mà em gửi cho anh chị nè, con nào con nấy là cái đầu sẽ như thế này nha anh chị. Đầu lem hầu như là gần như full lưng rồi cho nên em bán giá 120 nha. Đó là con cá như trong clip đây, là Codex E full hai tay là như thế này. Đó đây là con mái nha anh chị. Thì em sẽ gửi cho anh chị lại 120 nha, cá như trong clip nè. Đó. Còn đây là mấy con cá này là đang nuôi lên. Còn trống là đây, trống này là mấy con như thế này. Đó, trống nó cũng đổi chót luôn đúng không anh chị? Thì anh chị biết là cái con Codex E á, là con trống nó nhỏ hơn con mái nhiều. Đó, mỗi dòng cá nó khác nhau. Nhiều khi anh chị nhận về nó ủa sao tự nhiên con cá chút ác vậy? Con trống nó nhỏ gì anh chị ơi? Con trống nhỏ xíu vậy đó. Còn con mái thì nó to nha. Lúc nhỏ thì con trống nhiều khi nó bự hơn con mái, nhưng mà khi mà đã lớn tháng rồi là con mái nó lại to hơn con trống, nhiều khi to gấp mấy lần luôn á. Nó coi đó em 120 nha anh chị. Rồi tiếp theo qua bên khu sơi đi, em giới thiệu cho anh chị một số dòng nữa. Đây ra em giới thiệu anh chị là HB Retro nha anh chị. HB Retro đây, cái này là cá mới gom về của trại khác về mà cá rất là khỏe luôn anh chị, thấy không? Nuôi khỏe lắm anh chị. Trời em giờ em thấy nó bơi đã lắm. Em tưởng là nó yếu nhưng mà hồi nó mạnh như quỷ vậy. Cái này là tại vì ông nuôi cái kiểu nước giống như em á, cho nên là về nó thuần nước nó dễ lắm anh chị. Đây là trống nè, HB Retro. Tao đi quay ngang cho anh chị xem, đẹp lắm. Rồi giờ đây anh chị đó, bán cho anh chị là combo 3 cặp 130.000 nha. Anh chị mua lẻ là 40.000 nhưng mà em bán là, nếu anh chị mua combo nó rẻ hơn, combo là 3 cặp là 130.000. Ý lộn, em xin lỗi, 3 cặp là 100.000. 3 cặp 100.000, con mái nó to lắm anh chị ơi, mái toàn mái bầu, mái đẻ không à. Đó, là cái hàng này nha anh chị. Hàng này đáng lẽ em lấy về đáng lẽ em phải bán mắc hơn nữa. Tại vì mình cũng phải lấy về là phải ăn thêm lấy về chứ không phải là cá nuôi, cho nên là phải bán mắc hơn. Nhưng mà không, em vẫn bán 3 cặp 130 nha. Cái loại này đáng lẽ phải bán là 3. Ủa em nói lộn rồi. Là cái này là 3 cặp 100.000 thôi. Cái loại HB Retro này 3 cặp 100.000 nha anh chị. Đáng lẽ là phải bán 3 cặp 150 hoặc 130 thì mới có lời. Nhưng mà bán 100.000 thôi lợi ít thôi cũng được nữa. Đó là loại HB Retro này nha anh chị. Đây con mái của nó là bên đây. Mái của nó đã lắm. Nó cũng bự dần dần luôn á. Bự chứ không có nhỏ đâu anh chị. Đây. Đây HB Retro nha. Con mái cũng bự chứ không có nhỏ. Rồi tiếp theo là đây có HB Retro sọt luôn anh chị ơi. Đây HB Retro sọt. Anh chị nào thích con cá HB Retro mà ngắn người á thì là đây. Đây sọt đây anh chị. Đó sọt ngắn người. Đó, anh chị thấy mấy con trống không? Cái body nữa không? Con nào body cũng sọt, body sọt hết nha. Đó anh chị nhìn nè. Hàng sọt này em để 100.000 một cặp thôi anh chị. Đó. Nếu mà anh chị thích con cá mà ngắn người mà hàng này đẹp lắm. Trời mà em nhìn em mê luôn chị ơi. Nó nhỏ nhỏ, Sikute Fumigue rồi anh chị. Đó nè, nhìn đẹp ghê không? Con nào con nấy cái body nó là ú ú mà cái bụng của nó sải sải xuống anh chị thấy không?
cái bụng của nó sải xuống vậy nè, ngắn người. Này là bộ này là bụng ngắn người nha anh chị. Anh chị đem về so sánh với mấy con HB Retro kia là 300.000 á, mà so sánh con này là con này, mấy con kia không bằng một góc luôn. Nhưng mà tùy thôi, anh chị thích con nào loại mà bự to bự thì lấy mấy con kia, còn thích nào loại ngắn nhỏ nhỏ mà ú ú á thì là nên xài mấy con này. Trời ơi, đã lắm anh chị ơi. Nhìn nó nhỏ xíu à, mà nó nhìn nó ú ú, nhìn nó mắc cười lắm vậy. Ở đây là HB Retro sọt thì là một cặp 100.000 nha. Rồi tiếp theo là bây giờ tới Jumbo đi anh chị, Jumbo nha. Đây, Jumbo này đây anh chị. Jumbo này thì em để cho anh chị là 3 cặp combo, 3 cặp là 130. Đó, Jumbo đẹp không anh chị? Trời nhìn đã lắm anh chị ơi, size sẽ bự luôn. Nhưng mà để 3 cặp 130 thôi. Nghe anh chị mua lẻ là 50.000 á, nhưng mà anh chị mua combo thì nó rẻ hơn nhiều. Nếu mà combo em bán combo là em bán rẻ hơn. Là combo 3 cặp là 130, size này size 2,5 không anh chị? Đây, Jumbo này đây. Combo 3 cặp 130. Anh chị lấy thì em để xa 2,5 nha, có nhiều con tay bơi bự lắm. Hàng này là hàng thường, hàng thường nhưng mà hàng nói thường nhưng mà tay bơi nhìn khủng khiếp không. Hàng thường mà size bự nha, là tay bơi như thế này. Còn nếu mà anh chị muốn hàng VIP á, là em bán là 100.000 một cặp nha anh chị. Hàng VIP là 100.000 một cặp, còn hàng này là 3 cặp trăm ba. Nhưng mà anh chị nói chung là hàng thường này là chơi cũng được rồi, hàng thường này là chơi ngon rồi. Combo 3 cặp trăm ba. Còn chị muốn hàng VIP thì anh chị qua đây, hàng VIP là tay bơi siêu khủng khiếp luôn. Dạ đây anh chị, hàng này là tay bơi bự, tay bơi Big E nha. Cái bộ này khác cái bộ kia nữa. Đó, nói chung là Jumbo con nó có nhiều bộ lắm chứ không phải một bộ không đâu. Đó là cái con này tay bơi Big E, tay bơi bự. Thì cái loại này là một cặp 100.000 nha anh chị. Anh chị không cảm là một cặp 100.000. Tay bơi là em lựa cho anh chị là không rớt một con luôn. Con nào đã nói nếu mà em lựa hàng đẹp là phải đẹp. À, còn ví dụ như em lựa những cái hàng kia thì em kiểu như xa cả. Ví dụ như 3 cặp 100.000, 3 cặp 130 thì em lựa đúng cái loại kia thôi. Còn cái loại nào mà đã đẹp rồi là bắt buộc em phải lựa đẹp cho anh chị. À, còn không đẹp là không có giá đó nha anh chị. Cho nên là tiền nào của đó, một cặp 100.000 là tay bơi đẹp, tay bơi bự nha anh chị. Đây là cái con full white mà khi mà nó lớn lên rồi anh chị. Trời, anh chị thấy không, trắng bóc. Để em tắt cái đèn cho anh chị xem. Để em tắt cái đèn kính đi cho anh chị coi, coi nhìn nó rõ nè. Đó, full white á. Cái này không phải là full latium nha, con này full white nha anh chị. Đó, khi mà nó bự lên là nó trắng bóc luôn anh chị ơi. Nè, con trống nha, hầu như con nào cũng vậy anh chị. Con nào cũng trắng bóc vậy đó, anh chị thấy nè. Trời ơi, con nào cũng nó trắng bóc à. Như thế này nè. Đó, mấy con full white. Còn full latium là nó khác nha, nó sẽ trắng kiểu trắng vàng. Còn cái này là trắng bóc luôn anh chị. Mà trắng là trắng cỡ này thôi, anh chị muốn trắng nữa như Ngọc Trinh thì không có nha. Con cá như vậy là trắng lắm rồi nha anh chị. Dạ. Đó, con này con full white mà nó được một cái là đuôi to. Đó, full white mà được cái là nó ok nhất là cái đuôi nó là đuôi to anh chị. Đó, con này con nào con nấy như vậy không mà quá đã luôn. Phay đuôi hết hồn anh chị. Ngoài ra thì em cũng xin giới thiệu với anh chị một số dòng nữa, là ví dụ như HB Lu nè. HB Lu này nó cũng đẹp, anh chị nuôi mà trong nền đen nha, anh chị nuôi nền tối tối xíu. Tại mấy con này màu xanh đen mà, nuôi nền tối tối, nuôi nền xanh cũng được. Sao anh chị đánh cái đèn lên thì nó mới ra được cái màu của nó. Ví dụ con này nữa, con này làm Albino Red Clay, mắt đỏ. Đó, cái con này, trời ơi, cái con này đuôi cũng to lắm anh chị ơi. Đó, con này thì nó mắc nha, con này thì 100.000 cặp lắm. Mà em lựa cho anh chị là con đuôi như vậy luôn á, như trong clip luôn á nha anh chị. Đuôi phải như vậy á, mấy gửi size 3 tháng đô lên không đó, 100.000 một cặp. Nói chung là cá đẹp là sẽ gửi hàng mà hàng 100.000 đô lên là đa số là hàng đẹp hết, hàng là em lựa hết. Chứ còn mà hàng kia thì dù em có thể nhìn sơ sơ cũng được, mà mấy hàng này là em lựa hết, em mới gửi cho anh chị nha. Rồi, rồng đỏ này anh chị nuôi hầu kính cũng nhìn cũng phê lắm nè. Rồng đỏ BDS này thì combo 3 cặp 150. Thì nên anh chị mua lẻ thì 50-60 á, nhưng mà size 2,5. Anh chị mua combo 3 cặp thì 150. Nói chung là nếu anh chị lấy combo á, thì nó rẻ hơn. Nói combo cho nó nhanh anh chị. Nó rẻ hơn được mấy chục. Còn anh chị mua lẻ thì mua lẻ theo từng cặp á thì em mất công em lấy á anh chị. Mất công em lựa chỗ này, lựa chỗ kia đi lựa. Nói chung là nó hơi lộn xộn á, cho nên là em bán cái giá lẻ. Còn chị mua combo thì cho nên nó dễ dàng cho em hơn. Em dễ gửi, dễ dàng, dễ bắt cá. Nói chung là nó dễ, cho nên là
rẻ hơn nha anh chị. Vậy rồi, em xin chào anh chị nha. À, kết thúc clip ở đây. Anh chị có cần anh chị truy cập vào trang web là hiếucacảnh.com hoặc là anh chị liên hệ vào Zalo là 0972107313 gặp em nha.